Rồi, xin chào các bạn. Mình vừa mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 trên Lazada với giá của nó là 6.190.000. Giá gốc thì là khoảng 9 triệu và nó giảm là 2.800.000. Thì đây là giá của một sản phẩm chính hãng chứ không phải là sản phẩm sách tay. Mình cũng mới nhận hàng ban nãy thôi. Mình mở hộp ra để mình kiểm tra xem bên trong nó có hàng hay không, chứ mình cũng chưa mở cái seal của nó ra. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái sản phẩm của mình nó bao gồm những gì. Rồi, đây là hộp của sản phẩm. Bên dưới này là cái hóa đơn giá trị gia tăng. Các bạn sẽ thấy cái số email của sản phẩm ở đây. Đây. Và nó sẽ khớp với cái số email ở trên hóa đơn. Đấy, các bạn có thể thấy nhé. Nó vẫn còn nguyên tem của Lazada, mình chưa có bóc ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Cái tem email còn y nguyên nhé, không có bị rách. Và cái tem của sản phẩm chính hãng Samsung Việt Nam. Ở phía đằng sau sẽ là những cái thông số về cấu hình của máy. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở luôn nhé. Ok, bên trên nó có cái máy của chúng ta. Rồi mình sẽ để nó qua một bên. Phụ kiện của nó này bao gồm là que chọc sim, mấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một cái tai nghe, rồi cọng cáp và một cục sạc chính hãng. Đây là cục sạc nhanh. Ok, phụ kiện thì đầy đủ rồi. Rồi, chúng ta sẽ lột cái seal của nó ra. Mình sẽ khởi động máy lên. Ok, cái máy này mình mua trên Lazada thì nó hoàn toàn bình thường như các bạn thấy này. Và nó là một sản phẩm mới hoàn toàn, còn nguyên seal. Tí nữa thì mình sẽ để cái đường link sản phẩm ở bên dưới mô tả video hoặc là bên dưới comment của video cho các bạn tham khảo nhé. Khi nhận hàng thì các bạn nên mở hộp ra và quay lại video giống mình ấy, để cho nó chắc ăn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.